Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Câu hỏi về tuổi thọ của Emer là điều đã được đặt ra từ lâu, chứ không phải chỉ sau chapter 1084 mới đây. Giả thuyết phổ biến nhất là sự sống được kéo dài của Emer có thể là nhờ năng lực tối thượng mà trái OPOP Nomi mang lại, mặc dù không hẳn Emer là kẻ bất tử như lời đồn đại. Tuy vậy, việc Hải quân sẵn sàng trả một số tiền điên rồ lên tới 5 tỷ berry có thực là mình phải tò mò. Điều gì đã khiến Sengoku chấp nhận chi ra con số đó? Điều này chắc hẳn Thủy Sirodok không thể nào quyết định mà phải là cấp cao hơn. Việc chính phủ thế giới săn lùng trái quỷ không phải là chuyện lạ, tùy vào mức độ mà họ sẽ cử lực lượng khác nhau ra mặt. Chẳng hạn như trái Hito Hitonomi Modonika, Ngô Lão Tinh đã cử CP9 đi lấy nó về. Còn với trái OPOP, Hải quân được giao nhiệm vụ thay mặt chính phủ mua lại nó. Vậy thì chính quyền thế giới muốn dùng OPOP Nomi vào việc gì? Hay đơn giản chỉ muốn ngăn chặn sự xuất hiện của một kẻ bất tử trong tương lai thôi? Mặc dù một số người có thể tranh luận rằng đó là chiến dịch bất tử, nhưng cá nhân mình lại nghĩ một quy trình như vậy thậm chí có thể không khả thi. Không chỉ riêng đối tượng được giao cho năng lực phải sở hữu những tố chất phù hợp, mà chuyện phát triển năng lực và chấp nhận hy sinh cũng rất khó nói. Và nên cho đến nay chúng ta chưa gặp bất kỳ nhân vật thực sự bất tử nào, dù trái OPOP Nomi đã tồn tại từ rất lâu. Lẽ ra trong khoảng thời gian đó, quy trình này lẽ ra phải xảy ra ít nhất một vài lần. Ngoài ra còn có những điều khác mà mình cảm thấy kỳ lạ, nó dẫn mình đến việc xem xét một vài giả thuyết khác về cơ thể bất tử của Emer mà mình sẽ gửi tới anh em ngay sau đây. 1. Sự thật về Im-sama. Tên của Im-sama được đề cập chính thức là Emer. Theo các nhà phê cần học thì nó có thể là viết tắt của cụm từ I miss you. Emer là mẹ của Luffy, hai vợ chồng cãi nhau nên Dragon mới lập ra quân cách mạng để combat với chính phủ thế giới. Chứ thực ra ông chỉ đang cầm đầu hội những người bia thế éo lấy vợ, đứng lên giành lại nam quyền. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành mẹ Luffy, chẳng hạn như Lady xuất hiện và tự xưng mình là Vegapunk thì người ta cũng nói thế. Vì vậy mấy giả thuyết này bị xem theo hai thốn content. Điều làm mình quan tâm hơn là cách viết tên của Im. Do hình ảnh trong tờ 1084 tiếng Nhật khi lách ra bị xóa phông chữ để tránh bản quyền, nên mình phải kiếm muốn lòi con mắt mới ra đoạn Ngũ Lão Tinh quỳ gối trước Emer ở trong tờ 908. Trong đó tên của Emer được viết bằng tiếng Nhật như anh em thấy trên màn hình. Nó gồm hai ký tự, còn khi ghép lại với nhau sẽ thành ra chữ Phật trong Hán tự Kanji. Và ở đây mình xin đưa ra một giả thuyết vô cùng táo bạo, Emer liên quan tới Đức Phật, nhưng không phải đấu chiến thắng Phật, mà nó liên quan tới một truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản, ăn thịt nàng tiên cá. Nàng tiên cá, hay đúng hơn là một sinh vật với tên gọi là Ningyo, được nhắc tới nhiều trong thần thoại Nhật Bản. Ningyo sống ở biển và được miêu tả như một sự pha trộn giữa loài khỉ và cá chép. Nếu bị ai vô tính bắt gặp, Ningyo sẽ mang đến cho họ vận xui hay nhiều cơn bão lớn khi đi biển. Có một câu chuyện kể về một cô gái được gọi là Nico 800 tuổi. Chuyện kể rằng một hôm cha của cô gái tình cờ mang về cho con gái một miếng thịt, thật không may khi đó lại là thịt của Ningyo. Do không biết nên cô đã ăn chúng và bị dính lời nguyền bất tử. Sau nhiều năm buồn phiền vì người chồng và con của mình qua đời, cô đã dâng mình cho Đức Phật và trở thành Nico. Có lẽ chính bởi vì sự thánh thiện của mình, cuối cùng cô cũng được toại nguyện là chết ở tuổi 800. Mình suýt không thể tin nổi là có nhiều sự trùng hợp tới như vậy. Emer sống từ thời kế kỷ trống cách đây đúng 800 năm, trong thời điểm mà Choi Boy khắc lời xin lỗi công chúa tiên cá lên Puniclip. Khỉ thì có Luffy, tiên cá Shirahoshi, hai người là mối đe dọa lớn dành cho Emer và chắc chắn khi gặp họ, Im sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nếu suy đoán này là đúng thì chưa chắc Emer đã được phẫu thuật bất tử nhờ năng lực OPOP Nomi mà nó bắt nguồn từ một lời nguyền cổ xưa nào đó. Ngoài ra thì mình cũng có một giả thuyết khác về sự chuyển sinh sau chu kỳ 800 năm. 800 năm là thời điểm Choi Boy tái xuất, là chu kỳ một vũ khí cổ đại Poseidon ra đời, nên nó hoàn toàn có thể là thời điểm Emer cần một thân xác mới. Trong chapter 761, Doflamingo đề cập đến sức mạnh của trái OPOP Nomi. Hắn nói rằng nó có thể cấy ghép nhân cách của con người. Nếu năng lực này rơi vào tay Doffy thì hắn sẽ sử dụng được báu vật quốc gia của Marineguard và chính thức thống trị thế giới. Thật trùng hợp, Emer cũng sử dụng một thứ vũ khí đáng sợ để hủy diệt Lulucia. Nếu thế thì rất có thể Emer là người có được sức mạnh tối thượng. Điều này có nghĩa là trái OPOP có khả năng chuyển nhân cách của một người sang người. Mình tin rằng Im đã trải qua quá trình này. Đó là lý do tại sao Hải quân sẵn sàng trả một cái giá đắt đến như vậy và Emer có thể tiếp tục sống. Có lẽ cần những điều kiện nhất định đối với vật chủ mới cho nhân cách của Emer. Điều này sẽ được giải thích trong phần tiếp theo. Có một vài dự ý chứng minh cho giả thuyết của mình ở chương 908. Chúng ta chứng kiến việc Emer gắn con dao hoặc cắt nát poster của những người tạo ra mối đe dọa. Nhưng có một người đặc biệt được ưu ái là công chúa Nefertari Vivi của vương quốc Alabasta. Đây cũng chính là nơi sinh ra nữ hoàng Lily, người được cho là cơ thể hoặc nhân cách ban đầu của Im. Có thể nào Im định chuyển nhân cách của mình vào Vivi hay không? Điều này sẽ giải thích tại sao Im không tìm cách giết cô mà cần bắt sống. Vì chúng ta biết rằng cha của Vivi đã bị giết, có khả năng là do ông đã phát hiện ra sự thật về Im nên phải trả giá cho điều đó. Chúng ta có thể kết luận điều này từ việc cha của Vivi chất vấn Ngũ Lão Tinh về nữ hoàng Lily trong chương 1084.
cho thấy hiểu biết của ông về Nefertari và lịch sử chống cần xóa sạch, nó vượt quá sự cho phép của chính phủ thế giới. Vì vậy, những gì mình nghĩ xảy ra với Im là trải qua cuộc phẫu thuật chuyển đổi thân xác, chứ không có cơ thể nào bất hoại cả. Công chúa Vivi là người được chọn tiếp theo, vì như mình từng nói trong video phân tích cho tôi 1084, nếu bạn viết Vivi bằng chữ cái in hoa, sau đó xoay ngược lại sẽ thành chữ Im. Rất là hợp lý, phải không nào? Từ lời của Doflamingo, Opeopenomi là một sức mạnh hữu ích có thể cấy ghép nhân cách. Đó là lý do tại sao mình có một giả thuyết khác hơi im ba như này. Điều gì sẽ xảy ra thì chúng ta sẽ chờ đợi Oda giải đáp. Còn bây giờ thì hãy tới với phần 2 để xem mối liên hệ giữa Luffy, Vivi, Tid Shiraoshi với Imu là gì nhé. 2. Quan hệ giữa Luffy, Vivi, Zoden và Shiraoshi. Từ trước khi phát hành cho tôi 1084, mình vốn đã thắc mắc về mối quan hệ giữa Luffy, Vivi, Zoden và Shiraoshi trong chương truyện mà Imu cầm cả 4 bức ảnh của tất cả bọn họ. Mạch truyện đã trải qua hơn 200 chương từ hồi 2018, và với các chuỗi sự kiện mới đây xem ra chúng ta đã có thêm nhận định về phân đoạn đáng chú ý này. Shiraoshi thì dễ hiểu vì cô công chúa tiên cá chính là vũ khí của đại Poseidon, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp có khả năng hủy diệt thế giới, đồng thời cũng là truyền nhân của công chúa người cá từ thời Joy Boy. Luffy là vua hải tặc tương lai kiêm người kế thừa ý chí của Joy Boy, này đã thức tỉnh năng lực và trở thành chiến binh giải phóng Nika. Luffy được mọi người đặt niềm tin sẽ mở ra một thời đại mới và giải phóng kiếp nô lệ, cho họ cuộc sống tự do và bình đẳng. Vivi thì là con cháu của Nefertari Vili, vị nữ hoàng mất tích bí ẩn của Alabasta cách đây 800 năm và thuộc nhóm 20 vị quân chủ tiên phong sáng lập ra chính quyền thế giới. Gia tộc Nefertari bị coi là kẻ phản bội khi Lily không chọn ở lại thánh địa làm thiên long nhân như những người khác. Mọi thông tin về bà cũng bị xóa sạch khỏi lịch sử vương quốc Alabasta. Còn Zoden đang là kẻ duy nhất sở hữu hai trái quỷ cực mạnh, là một trong tứ hoàng và mới đây hắn còn phát sinh thêm tham vọng lập quốc. Nhưng Tid có thể không chỉ dừng lại ở đó, e rằng sẽ còn thêm không ít vấn đề đặc biệt ở phía hắn bởi Tid có tham vọng thống trị thế giới. Vì ba trong bốn nhân vật kể trên đều liên quan ít nhiều tới phần lịch sử bị che giấu từ hơn 800 năm trước, mà ba người kia đã liên quan rồi thì Zoden khó lòng nằm ngoài cuộc chơi được. Theo mình, Tid giống một kẻ thù hùng mạnh nhất mà các long tinh từng đối mặt là Rocky Sebek. Đây không chỉ là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời Goldie Roger, mà Rock suýt nữa đã tiêu diệt được thiên long nhân ở God Valley. Luffy, Joy Boy aka thần mặt trời Nika, Poseidon, Shiraoshi và Masudi Tid mang dáng dấp của Rocky Sebek. Cả ba nhân vật có poster bị đâm kiếm vào đều ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng đe dọa ngai vàng của Im, cũng như trật tự thế giới mà phe chính phủ đang kiểm soát xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 800 năm qua. Riêng tấm ảnh của Vivi thì không bị sao, ngược lại Imu còn cầm theo nó bước lên ngai vàng vô chủ, có thể do cô giống nữ hoàng Lily mà Imu ấn tượng. Vậy Nefertari có mối liên hệ gì với Im Sama? Lời nói đầu tiên của Imu hết sức ngắn gọn, nhưng nó chứa đủ loại hàm ý tiềm ẩn về việc vị vua giấu mặt này là ai. Câu thoại đầu tiên của Imu từ khi được giới thiệu có thể mang một ý nghĩa đặc biệt đằng sau. Tất cả những gì Imu nói là Lily. Nhưng xét trong bối cảnh của câu chuyện trong chapter 1084, nó có vẻ khá thú vị. Điều quan trọng là phải xem xét tiêu đề chương 1084, âm mưu ám sát Long Tinh. Dựa trên bối cảnh khi mưa xuất hiện, nó dường như ngụ ý vị vua này coi trọng điều gì nhất và tác động của những thứ có thể gây ảnh hưởng đến sự cai trị của chính quyền thế giới. Có thể hơi sớm để đưa ra bất kỳ nhận định nào về chuyện này, nhưng đây dường như là gợi ý về vị vua bí ẩn của thế giới. Vậy mối liên hệ giữa Imu và Nefertari là gì đây? Imu bất ngờ ra mặt xen ngang cuộc trò chuyện của Nefertari Cobra về Ngũ Lão Tinh, về Nefertari Lily. Trong số 20 người sáng lập chính phủ thế giới vào thời điểm đó, bà ấy là người duy nhất không chuyển đến Marengoids và trở thành một thiên long nhân. Thay vào đó, nữ hoàng Lily chọn quay trở lại Alabasta rồi biến mất một cách bí ẩn sau đó. Để đáp lại, khi nghe thấy tên của Lily được nhắc đến, Imu đã ngồi trên ngai vàng trống bất chấp vua Cobra đang có mặt ở đó và chỉ nói đúng một câu, Lily. Từ lâu, người hâm mộ đã đưa ra giả thuyết rằng Imu bằng cách nào đó đã cai trị chính phủ thế giới trong bóng tối suốt nhiều thế kỷ. Hắn có thể đã sống từ thời xa xưa của thế kỷ trống trước khi chính phủ thế giới được thành lập. Phản ứng của Imu đối với tên của Lily khiến mình nghĩ có vẻ như Imu biết nữ vương Alabasta trên phương diện cá nhân. Các dấu chấm lửng sau tên của bà ấy giống như là gợi ý về một loại khao khát từ phía Imu. Giả sử Imu bằng cách nào đó còn sống trong thời kỳ thành lập chính phủ thế giới và có mối quan hệ đặc biệt nào đó với nữ hoàng Nefertari Lily, thì đó có thể là một luận cứ thích hợp để bắt đầu suy đoán. Nữ hoàng Lily không muốn trở thành Long Tinh vì bà nhận ra bộ mặt thối nát đằng sau sự cai trị tuyệt đối của chính phủ. Nếu họ lật đổ vương quốc cổ đại chỉ để giành lấy quyền cai trị cho mình, thì sự thối nát có thể đã có ngay từ đầu bên trong tham vọng đó. Imu là người chỉ muốn thống nhất vào thời điểm đó, có thể đã vô tình thất vọng trước việc Lily từ chối hệ thống hòa bình mà họ và các vị vua khác đã cùng nhau tạo ra. Nỗi thất vọng của Imu có thể đã chuyển thành cay đắng và khiến họ hình thành nên sự kềm kẹp chặt chẽ đối với thế giới bây giờ. Nó sẽ giải thích cho công lý tuyệt đối của hải quân,
Đúng như nữ Lily lo sợ, từ đạo lý về một mối quan hệ hòa bình, Emu thành nền quân chủ chuyên chế. Tất nhiên, suy đoán này có thể hơi khó hiểu và còn nhiều thiếu sót thì rất mong anh em sẽ không ném đá. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy dành tặng một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!